Đấy, 68 cân rưỡi. Đứng góc bên này nó phải 68 cân rưỡi. Đấy, chưa được, mất nửa cân. Do cái bên này là cái dép bên này nó lún này. Hoặc là nó mặt bằng nó không bằng. Đấy, 685 rồi, ok. Rồi 685. Cứ anh cứ làm sao ba góc 685 một góc vênh nhau nửa cân thì không sợ. Không, nhà mình ấy thì cho cái nón này vào. Đây. Đấy. Hơi mờ. Này nó cho anh nắng phản sáng kinh quá. Đấy, cãi nhau. Đấy, mình như thế này. À không, thì mình kiểm tra mình trước, mang mấy bao cám đặt lên xong rồi mình kiểm tra. Bền không anh? Nói chung là bền không, do mỗi cái rắc cắm thôi. Còn nếu mà như thế này nó rơi vào khoảng độ tầm 4 năm. Anh nhìn thấy dỉ riếc thì anh sơn lại cho em chứ thôi. 8 lứa là hết vạch. Đấy. 4 năm rồi ra. Bên hai mình do mình bảo quản nữa anh ạ. Chủ yếu mỗi cái đấy thôi. Cái này bên hai là cắm này. Vâng. Bên hai là cái đây tuổi thọ của pin này nó rơi vào tầm hơn 2 năm thì nó phải mình phải thay pin. Đấy. Anh dùng ít được một tay, tầm 3 năm nếu anh dùng ít thì 3 năm. Đấy, nhưng mà anh cho nhớt với cho mỡ vào các vị trí chân seal này cho em này. Đấy. Đây này, nó phải rung rung như này nhá. Biết chưa? Đấy thì bền hay không là mình đấy xong mình anh đắp hết mỡ vào đây cho em. Đấy, đắp hết, các bạn nó đắp hết mỡ vào đây là nó sẽ bền. Còn khô, nói chung là cái cân này nó cũng không có gì để hỏng đâu. Còn dây dọ các thứ thì là có mỗi dây chỗ này thôi. Đấy, có mỗi dây chỗ này thôi là nó yếu thế, tại vì cái này nó ra ngoài nó yếu thế thôi. Cái còn dây này em đi giấu hết ở bên trong rồi thì cái này mình sợ nước nó vào đây mình đắp mẹ keo ở đây. Cũng được, anh cắt nước xong rồi nó đắp thì ok. Rồi chào các bạn nhé.